Hi grandpa, hi ông nội. We are on in Vietnam, we are on DCI level 12, the art of gratitude. We would like to say happy birthday to ông nội. Happy birthday, Gishi Macroach. People here and people would like to say gratitude to you to bring DCI to spread all over the world. Happy birthday. Please stay with us. Thank you. Bố tha thứ hết cho những điều mà con đã mắc sai lầm và bố cũng mong muốn con sẽ tốt hơn nữa và hoàn thiện bản thân mình tốt hơn nữa. Mẹ cũng tha thứ cho Hiếu với tất cả những cái gì mà con đã mắc sai lầm và mẹ yêu thương con vô điều kiện. Con biết ơn mẹ vì mẹ đã dành cho con những điều tốt nhất. Con biết ơn mẹ vì mẹ đã luôn chỉ đường dẫn lối cho con để con có thể đến được thành công một cách gần nhất. Biết ơn cha mẹ đã rất nghiêm khắc với mình. Bây giờ mình mới hiểu là cha mẹ muốn mình trưởng thành. Cái khắt khe, cái khó khăn đó làm chúng ta tiến bộ. Biết ơn cái sự kỷ luật đó, biết ơn cái sự cứng rắn đó khiến cho chúng ta trưởng thành. Việt Nam khép lại một năm 2023 và biết ơn tất cả chị rất là nhiều. Vâng ạ.